Alo. Dạ cho em hỏi có phải chị Loan Nguyễn không ạ? À đúng rồi em ơi. Dạ cho em đặt lịch lấy nhân mụn thôi. À khi nào em định qua? Dạ chiều mai được không chị? Ok em. Em cứ qua thôi nha. Chị ở cơ sở nào chị? À 20 Tăng An 2 em. 20 mấy chị? 20 đường Tăng An 2. Dạ em cảm ơn. Dạ, ok. Chị em qua 2 giờ chị. Ok em. Thank you.